Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, nhằm mục đích tuyên dương lại giáo pháp của Đức Phật và Đức Thầy, chúng tôi trân trọng giới thiệu chú Tám Vui ở Quảng Ngãi sẽ kể lại một chuyện của ông Năm Hiệu ở Quảng Ngãi cho các tín đồ chúng ta được nghe. Trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mâu Ni Phật. Và kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, tôi được viên mãn hạnh ngộ, tôi được nghe những lời mà ông Năm Hiệu là người rất tín đồ trung can đối với Đức Thầy. Vào khoảng năm 1939, Đức Thầy ra đời. Trước năm 1939, ông Năm Hiệu là một người cũng lo kinh doanh làm ăn lớn lao, làm ruộng đồ rất nhiều, mà ông này lại phạm tứ đổ tường. Trong lúc ông vô trong trại ruộng thì đủ hết, nào là cờ bạc, nào là công chuyện là bán đồ bán bạc này kia kia nọ, kinh doanh lo làm ăn. Đến năm 1939, Đức Thầy ra đời thì ông được xuống để yết kiến Đức Thầy, nghe Đức Thầy thuyết pháp, rồi ông cảm động đến những cái điều mà mình đã làm sai trái, thì lại quy với Đức Thầy xong, hứa rằng từ đây sắp lên sẽ cải tà quy chánh. Từ đó tới sau, Năm Hiệu ổng có một tâm hồn rất cao độ, không còn làm những cái điều phạm giới nữa. Một khoảng thời gian khi Đức Thầy ra đời thuyết pháp dứt giảng và độ thuốc cho tất cả quần sanh, vì đông đảo quá cho nên trong thời kỳ đó Tây nó không có đồng ý, nó dời ngài đi. Ngài đi trong khoảng thời gian tới năm 1945, ngài được trở về là do chánh quyền Pháp đã bị gãy đổ, Nhật Bổn đảo chánh rồi, thầy được yên, không còn bị Tây nó đàn áp nữa. Thầy đi hướng Nam trở về, thầy lên thăm ông Năm Hiệu. Năm Hiệu là ở xã Phú An, Đức Thầy là ở thôn Hòa Hảo. Thì khi lên Phú An ghé nhà ông Năm Hiệu thăm thì ông Năm Hiệu rất mừng. Đức Thầy đứng trước sân, bao nhiêu người đến để mà diện kiến. Trong lúc diện kiến Đức Thầy đó thì cũng đông, nhưng mà tôi kể lại một phần người tôi đã được nghe. Một là ông Biện Hùng, hai là ông Năm Hiệu, ba là ông Sáu Phu. Ông Sáu Phu này, ông là cũng có bà con gì với ông Năm Hiệu, nhưng mà ông Năm Hiệu là bà con bên vợ, cho nên ông kêu ông Năm Hiệu bằng em mà kêu bằng cậu em. Trong khoảng thời gian Đức Thầy đứng nói chuyện, Đức Thầy nói lên những cái điều quyền bí thiên cơ và nói những cái giáo pháp của Đức Phật cho tất cả mọi người nghe. Nhưng mà sau khi thì Đức Thầy có gợi lên trong một thời kỳ, sau này đến cái thời mà tẩy trần đó, trên thì lửa cháy nước dưng. Vì lẽ đó cho nên trong lúc đó có ông Biện Hùng, ông nói gì nước dưng lửa cháy vậy rồi chết hết sao thầy? Thầy nói chết. Ông nói tu chết, tu chi? Đức Thầy nói lộn, bị gì ngủ mới chết, mà người nào mà Phật kêu thì thức, không kêu ngủ luôn. Rồi Phật Đức Thầy mới chỉ ông Biện Hùng, nói sao ngủ trước người ta. Thì bắt đầu thầy mới diễn tả tất cả những trong cái thời kỳ tẩy trần vậy vậy đó, thì mấy ông mới nghe kinh khủng. Đức Thầy nói sau khi này đến thời tẩy trần, nước dưng lên cao, lửa cháy làm cho nghe là những cái chuyện là hết sức là kinh khủng trong cái thời kỳ mà lập đời. Rồi ông Năm Hiệu đồ các ông nó nghe nói vậy thì anh em chúng tôi cố gắng tu hành để ngày sau rồi được sống sót qua đời. Đức Thầy nói nếu người nào giữ được quy luật của Đức Thầy, biết làm lành đánh giữ ăn chay niệm Phật, thì ngày sau đó nước dưng nổi trên mặt nước nó không có chìm. Rồi Đức Thầy mới đọc lên một điều là dân thù Bồ Tát tự bi chèo thiền bát nhã cứu thì trận gian do đưa lướt trong buồm lan rước người tu niệm sẽ sang thủy tình ai mà ngỡ chẳng dình ngày sau đừng trách
trách mắc tình yêu đương. Rồi lúc đó có ông mới nói và Đức Thầy nói như vậy rồi nữa con dân thù Bồ Tát rước tới Thầy. Thầy nói ừ sao ráng tu đi nữa dân thù Bồ Tát rước. Ông nói ông dân thù Bồ Tát ông rước mà lúc đó nước dưng lửa cháy như vậy rồi người ta bập bìu mà cái hơi thở của người ta có bao nhiêu rồi ông rước cái chỗ này chỗ kia người ta chết thì sao Thầy? Thầy mới cười thầy nói mấy ông biết con Thầy Thiên không? Nói nghe nói cho đâu có biết Thầy. Thầy nói ông Thầy Thiên thì chỉ có 72 phép à. Mà ổng nhổ lông ở trong cái gốc dế ông thảy ra ông hô lên một tiếng thì mỗi sợ lông quá nào ông Thầy giả cầm thước múa men cử động đồ được. Còn đối với Phật á, thì phép kêu bằng không phải như ông Thầy Thiên mà phép của Phật là thần thông phép Phật muôn nghìn hay là thiên biến dạng quá. Vì lẽ đó cho nên tới ngày giờ đó mà ông niệm Phật rồi, ông nhớ Phật rồi thì dân thù Bồ Tát quá thân. Không biết bao nhiêu thiền mà không biết bao nhiêu ông dân thù Bồ Tát kêu bằng đặt xong hết trơn hết trời. Chỉ có người niệm Phật thì có thiền của Bồ Tát xuống đến rước. Như vậy thì ngày sau các ông ráng tu ráng niệm Phật đi đến cái thời kỳ khổ khó nửa vừa lửa cháy nước dưng đó thì có ông dân thù Bồ Tát hiện thân chèo thiền giúp các ông về có chỗ để mà được Đức Phật cứu sống. Vì lẽ đó cho nên Đức Thầy nói vừa dứt lời ngưng chừng một phút Đức Thầy nhìn nghe ông Nam Hiệu nói ông á tu theo Thầy mà ông còn phạm giới. Ông Nam Hiệu ông xá Thầy nói con đâu còn phạm gì nữa Thầy ơi, từ ngày con đã hứa với Thầy rồi thì con tin tấn tu hành đâu còn phạm giới lực gì Thầy. Thầy nói ông quên à, ông còn không đủ. Cái ông Nam Hiệu ông nói Thầy ơi gì hồi đó con chơi quá rồi nó lỡ quyền rồi bây giờ thì nếu không có rượu là ăn cơm được Thầy ơi, nếu mà có rượu thì con ăn hoài ăn no mà còn ăn thêm, còn không có rượu rồi ăn cơm nóng cũng như cơm nguội như nó lã chả nuốt không vô. Vì lẽ đó mà buộc lòng một bữa ăn là uống một cốc rượu vậy thôi để cho nó có ngon bữa ăn vậy thôi chứ con đâu còn uống rượu gì nữa Thầy. Thầy hỏi ai cho phép ông uống rượu để ăn cơm cho ngon? Giới lực là cấm hẳn mà ông còn phạm thì đâu có được. Ông Nam Hiệu đứng ngẫm nghĩ một hồi. Đức Thầy nói tôi nói cho ông biết thôi, ông nghe lời tôi ông dứt đi. Ngày sau này tôi cho ông uống. Tới cái thời lập thánh đức thượng quân rồi rượu thánh trà tiên đó, ông uống cái ly bằng ngón tay thôi mà nó là tâm trí mở mang, trí huệ sáng suốt. Còn rượu phàm này ông uống vô nó diệt trí huệ, uống làm gì nó. Ông Năm ông bước lại ông chắp tay ông để lên trán ông xá xuống Thầy, xá sâu xuống tới dưới lưng quần. Thầy ơi thôi ngày nay con nguyện dứt. Thì từ đó tới sau ông không còn uống rượu nữa, là ăn cơm và ăn chứ không còn uống ly rượu nào nữa hết. Trong khoảng thời gian Thầy ra đi thì tôi nói cũng lộn, trong cái lúc mà Đức Thầy về lên ông Năm Hiệu đó là lúc đó là năm, không phải năm 1945 mà năm lúc mà Thầy ra thành phố Sài Gòn dời về ở đường Lê Pheo đó. Thì Thầy gỡ ổng rồi, ổng thôi dứt. Ổng thôi dứt cái nghe Đức Thầy sau này tay nó dời đi vòng vòng tới ngày mà Nhật Bản đã can thiệp mà rước Thầy về đường Lê Pheo đó, ổng đi ra. Ông ra ông giếng Thầy, ông ở đó luôn. Ở đó luôn rồi ông nguyện với lương tâm rằng bây giờ phải ăn chay trường suốt đời, và có đau thì uống thuốc Thầy, không có thuốc thì uống nước lã với vàng. Chứ dứt khoát là không uống thuốc ai mà không còn ăn những cái vật nữa, chỉ ăn chay trường thôi. Ông nguyện trong tâm ông vậy thôi. Thì ông ở đó thời gian ông ăn chay trường luôn. Ăn chay trường một khoảng thời gian, cái sau bữa đó không biết do mấy thời tiết sao đó phát bệnh đi. Ông bệnh gây trầm trọng không hết. Viết cái nó nhập lý cái nó phát nó ho. Nó ho còn cạch hoài, viết cái làm con người của ông rất là tiêu tị. Uống thuốc quạng hết. Cái bữa đó Đức Thầy mới xuống thăm. Trên đầu đi xuống quẹo lại cái chỗ phòng ông nằm nó mới thăm. Ông Năm bên đây sao? Nó dạ thưa Thầy, sao bệnh đau nó cũng trầm trọng Thầy ơi.
Thầy thấy ổng lúc đó con mắt thì nó cũng khác màu hình dạng cái bổ tiều tỷ. Đức thầy nói, ông Năm à, ông muốn dưỡng cái xác này để tu thêm không? Ông Năm ông nói, dạ thưa thầy, rồi sao? Tôi cho phép ông trở đũa lại ăn chay kỳ. Trong lúc Đức thầy lại thăm ông Năm Hiểu thì mọi người đứng xung quanh để nghe. Ông Năm Hiểu ông suy nghĩ chừng một phút, ông mới chắp tay để lên trán xá xuống bạch thầy, cũng hoan hỷ dùm cho con, vì ngày lương tâm của con có phát miệng ăn chay trường suốt đời. Thôi thầy cũng hoan hỷ cho con ăn giữ tròn bổ nguyện thầy. Cái thầy làm thinh thầy bước ra. Các ông đứng lại nói, chàng ơi hết chuyện cho ông rồi. Thầy biểu mà ông cãi ra, ông dám cãi thầy phải không? Ông nói, không phải tôi dám cãi, mà tại tôi có lời nguyện thì tôi phải giữ cho tròn. Vì lẽ đó các ông kia cằn nhằn ông ngồi, cái ông nằm xuống nghỉ, ông niệm Phật cũng không trả lời nữa. Trong khoảng thời gian cũng ít ngày, sau ổng bệnh cũng trầm trọng, nó không chịu hết. Đức thầy trên đầu đi xuống, quẹo lại ngay chỗ giường của ông nằm thăm, thì anh em nghe, anh em thấy Đức thầy lại thăm cũng đứng chung quanh. Ông Năm Hiểu thấy thầy quẹo lại lồm cồm ngồi dậy, chắp tay kính lễ thầy. Thầy nói, sao ông Năm, bệnh tình như thế nào? Nó bạch thầy, sao cũng trầm trọng, thầy nó không chịu dứt. Cái Đức thầy bước ra, Đức thầy viết cái ta thuốc. Đức thầy kêu ông rớt, nó rớt. Cầm cái ta thuốc này lại tiệm mua một liều thuốc cho Năm Hiểu uống. Cái ông rớt cổng sách lại tiệm, ông đưa cái ta này, trong tiệm thuốc tây nó lấy một cái liều thuốc, đưa gói thuốc cầm trong tay đem về đi ngay lại, nói, Năm ơi ngồi dậy uống thuốc. Năm nói, thuốc gì uống? Nói, tôi mua đằng tiệm thuốc tây ấy. Nói, tôi không có uống thuốc nào hết, tôi có tâm hồn là uống thuốc Đức thầy, mà không có thuốc thầy thì uống nước lã dưới vàng thôi. Nó không, cái này là của thầy biên ta, biểu tôi đi mua cho ông uống mà. Nói, không, tôi đã nói với ông là tôi không có uống thuốc nào hết, tôi có lời nguyện là uống thuốc thầy thôi, không có thì uống nước lã giấy vàng. Cái ông đó cũng cầm cái gói thuốc, ông mới đi lại, ông đưa Đức thầy. Thầy hỏi sao? Nói, ông không có chịu uống thầy ơi, ông nói thuốc tây thuốc tàu ông uống cho ông nguyện sao nó tôi không biết. Cái Đức thầy cầm gói thuốc lại, Đức thầy nói, ông Năm, cầm gói thuốc lại cho ông xá thầy. Thầy nói, ông Năm, đau thì uống thuốc chứ, uống cho mạnh chứ sao không uống. Ông đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Đức thầy chỉ thầy. Đức thầy nói, tôi đau cửa cổ uống thuốc đây mà, uống cho nó mạnh sao không uống. Ông Năm Hiểu chắp tay lên trán xá xuống ngay bạch thầy, vì con có lời nguyện, con nguyện khi mà con đau thì con uống thuốc trong ba bài của thầy, nếu không có thì uống nước cúng với vàng. Vì lẽ đó con đã nguyện rồi, nhờ thầy hoan hỷ cho con giữ tròn bổn nguyện thầy. Đức thầy đứng làm thinh. Đức thầy quay ra cầm gói thuốc đi. Anh em ở lại cằn nhằn, hết chuyện cho ông rồi, bỏ hở một lần cãi thầy, bữa nay cũng cãi nữa. Ông Năm Hiệu ông không nói gì hết, ông nằm xuống niệm Phật. Trong khoảng thời gian kéo dài mấy ngày sau cũng vẫn bệnh tình trầm trọng. Hôm nọ Đức thầy xuống quẹo lại thăm. Đức thầy nói sao? Nói, ngồi vị xá thầy, bạch thầy, sao bệnh nó cũng không giảm? Đức thầy nói, ông chịu về nhà không? Uống thuốc không? Ông chịu về thì tôi cho người nhà của ông hay rước ông về để uống thuốc mạnh lẽ ra. Ông nói, nếu thầy cho phép con về thì nếu có người ra thì con về. Thì Đức thầy tầm mắt nhìn ông hình cũng có hơi khác hơn một lần. Đức thầy không biết nói với ai đó, cho tin về nhà, ở trong nhà ra rước về. Ra rước về rồi ông đau trầm trọng hoài.
nó không hết. Thì bà con lại thăm, rồi Đức Ông nghe Đức Ông lên thăm, Đức Ông ở đó lên gặp ông Cơm, ngồi ăn cơm với muối ớt muối xả gì đó, chứ không phải như bây giờ mà ăn tương mà nó có đầy đủ những cái vật liệu như bây giờ. Cái ông nói tràn ơi mày ăn tương nó hiểu, nó dạ con tương lâu rồi ông. Sao đau mà còn tương hoài cho mày? Nói dạ thưa ăn đau đau ăn tương ăn chứ sao không được mày ơi. Mày ăn vậy nó là kém sức khỏe chết à, sống nổi đâu. Thôi ăn mặn đi nghe lời, tao ăn mặn đi. Cái Đức Ông Nam Hiệu cũng không trả lời gì hết, ngồi ăn cơm. Đức Ông về căn dặn mấy lần, mày biểu vợ mày mua cá, mua đồ làm nấu canh, nấu đồ ăn cho nó sinh tố. Rồi tao kiếm người uống thuốc lên đồ uống. Ông cũng làm thinh, ông nói hết trơn. Cái về thời gian, cái Đức Ông hỏi thăm mấy người đi thăm, ông hỏi sao mấy ông đi thăm Nam Hiệu thấy nó mặn chưa? Không thấy, thấy bữa cơm nào ăn muối xả này kia nọ, nhưng không thấy ăn cá gì hết đó. Thằng này hành xác với trong chết quá. Cái Đức Ông bữa đó, Đức Ông đi chợ mua con cá lóc bự, một cây cải vẻ xanh. Bữa nay đem cây cải với cây con cá này lên biểu vợ Nam Hiệu nấu canh này kia nọ, rồi thầy ông nói tao ở tao ăn cơm với nó bữa, bắt nó ăn mặn mới được. Cái Đức Ông chạy đi chợ, có xe sừng la bo, xe máy đó, chạy chợ mua cây cải chừng cả ký, con lóc cũng cá lóc cũng bự, về mới để xuống đó. Cái ông Năm Xuân ở trong cái lò rèn ở môi đó, ổng đi ra. Năm Xuân này với Năm Hiệu là bạn thân lắm. Ủa mày đâu mày? Ông Năm Xuân nói dạ thưa ông, con ra đây thăm ông. Tràng ơi, tao lên tính đi lên Hiệu đây, mà mày sẵn ra đi giùm tao hả mày? Nó đi làm gì ông? Tao mua cá lóc là dưới cái cây cải rồi về tính lên trển bắt vợ mà nấu canh, là tao bắt nó ăn mặn đặng mà nó đem lương y lên nó hút thuốc cho nó uống, nó ăn chay nó ép xác cho nó chết. Thôi mày đi giùm tao đi, mày nói định của tao nghe, biểu vợ nó nấu cơm rồi bắt con cá nấu canh là mày ở đó mày thay mặt cho tao ăn bữa cơm, rồi biểu nó ăn sẽ kỳ lại đi, rồi tao kiếm lương y lên hút thuốc cho nó uống. Cái ông Năm Xuân ổng nghe lời, ổng lấy cái xe của Đức Ông, ổng bắt xách con cá với cây cải, ổng máng về cái xe, ổng chạy đi. Chạy tới chỉnh ông kia nằm đau, ổng thấy gì ông ngồi vậy, ủa anh đi đâu Năm? Rồi xách cá, xách đồ đâu vậy? Nói không, cái này của Đức Ông mà, nói với tôi. Đức Ông mua con cá cây cải là Đức Ông tính đi lên này biểu anh chở đũa đàn ông ăn với anh bữa cơm, mà gặp tôi ra là Đức Ông cũng nhờ tôi lên đây để thay mặt cho Đức Ông biểu chị Năm phải mần con cá này nấu canh, rồi tôi ở tôi ăn cơm với anh phải chở đũa ăn kỳ lại đặng Đức Ông cho lương y lên hút thuốc cho anh uống. Ông Năm Hiệu ông ngồi ông trả lời với ông Năm Xuân, ông nói chuyện sao mà nghe nó phàm quá vậy. Cái ông Năm Xuân ông không ăn phải không? Nói không. Không ăn tôi đem thì tôi trả cho Đức Ông à. Thì muốn ăn thì đem về ăn, còn muốn trả thì đem về trả. Cái ông Năm Xuân ổng thấy ông này không thể chuyển ông nổi rồi, thôi xách con cá rồi cả về chạy ngay về nhà Đức Ông. Đức Ông hỏi, ủa sao mày xách về mày? Thôi ông ơi, tôi cũng nói hết lời với ông nói vậy đó, mà tôi nói tới đó cái ông nói chuyện xong nhập hàm quá. Đức Ông hết sức thằng này ha, tao bỏ nó chết luôn, tao không có giúp thầy lên hút thuốc cho nó. Đức Ông giận, Đức Ông nói vậy cái thôi giao cá lóc với cây cải đó, bỏ đó đi về. Đi về trong thời gian đau trầm trọng hoài, kéo dài. Cái bữa đó ông ấy kêu vợ ông. Ông nói bà đi chợ bà mua cho tôi 4 thước xe lửa trắng nha. Nói chi vậy ông? Mai tôi bộ đồ trắng, mai rồi giặt hồ rồi cho sạch sẽ, rồi phơi cho gói ra cho tôi. Cái bắt đầu bà kia cũng nghe lời đi chợ mua 4 thước vải trắng đem về mai rồi giặt này kia nọ rồi để xếp vô đó. Ít được dài 3 bữa sau là lúc đó là năm 1945, nó Đức Thầy được thông dong đi phiến nông đầu này đầu kia nghe dân giảng vậy chứ chưa có về tới đó. Trong cái bữa đó ổng kêu con ổng sợ đó, mày lại mày kêu thằng hai ăn xóm lại tao biểu mày. Cái ông sợ con ổng nói anh hai ơi, mà là ba cha tôi kêu anh lại đẳng có chuyện hỏi gì đó.
Cái ông ăn xóm lại, ông nói, dạ thưa bác, năm kêu con lại có chuyện chi? Mày quẩn không mày? Nói, dạ thưa, con cũng quẩn. Quẩn mày dần cái lưu vô trong nhà, mày xách giùm tao lưu nước coi mày. Rồi tao phải tao trả tiền cho nó, bác năm ơi, mà bác ấy thì con xách giùm chứ, tiền bạc gì bác nào, thì mày muốn làm giùm thì mày cũng xách giùm cho tao, dần cái lưu vô xách nước vô đó. Thì dần cái lưu rồi, ra xuống lấy thùng xuống sông, xách nước lên đầy cái lưu. Dạ thưa bác Năm, con xách nước đầy lưu rồi. Nó mày biết làm ông thục không mày? Ông thục gì bác Năm, ông thục nước á, lấy ông chút làm ông thục nước á. Nó dạ biết, biết mày cắt ông chút rồi mày lấy giải mày quấn rồi làm ông thục giùm tao coi. Ông kia lấy ông chút cắt ra quấn giải làm ông thục xong rồi. Nó dạ thưa bác Năm xong. Nói đâu mày kê vô luôn, mày hút rồi mày xịt cho coi chứ coi. Đưa luôn hết xịt nó có nó xẻ ra là được rồi. Bây giờ từ cái nửa nhà bên đây mày đi mày xịt tới nóc nhà xịt cho giữ nữa nha, ba cái bận ba cái bụi ba cái dáng nhện gì đó mày lấy chỗ lông gà mày quét thật sạch rồi cái mày đưa tao qua bển, cái mày qua bên đây mày dọn mềm chiếu mày đưa bển hết trơn, trời mày rửa nửa nhà qua đây cửa tới dắt bàn thờ hết trơn mày quét cho giữ nó sạch bụi cái này kia kia nọ dáng nhện rồi làm cứ thằng lằn rồi làm cho hết giùm tao coi. Cái ông kia ông bắt đầu ông dọn dẹp bên nọ đó, ông đem đồ qua đây, nó bắt đầu xịt xịt lên trển ướt nhẹp hết trơn hết trời. Lấy cái chổi lông gà quét sạch hết, nào là dán nhện, nào là cứt thằng lằn, tất cả gì ông quét cho thiệt sạch, con mắt tỏ mày quét cho sạch nha, bụi quét rồi quét sạch giùm tao. Quét rồi cái rồi chùi ở bển, cái ôm đồ ông qua bển, đưa ông qua bển, đưa bển bên này xịt xịt lên quét thôi, ướt nhẹp hết trơn. Bà ở trong nhà sao quá bước ra nó trời ơi, ông làm cái gì mà bữa nay ông rửa nhà mà tới trên nóc nhà ông quét làm dữ vậy ông? Bà, tôi chết là có Đức Thầy về, cho nên phải nhà cửa phải rửa sạch sẽ, đâu phải để gì được bà. Cái bà làm thinh, rửa sạch xong đàng hoàng hết trơn hết trọi rồi, cái nằm xuống nghỉ. Bữa sau thì nghe tin văn vẳn là Đức Thầy về tới Tân Châu. Thì nghe Đức Thầy về diễn đài ở Tân Châu, Phiến Nông. Nghe văn vẳn vậy chứ chưa biết là ổng ở Tân Châu, Phiến Nông rồi về đâu. Nhưng mà được có tin về Chợ Dàm. Hai xã Phú Lâm, Phú An mới là cái thơ về tới rồi, là mấy cái xã đó mới tạo ra cái diễn đàn, cái đài ở tại Chợ Dàm hàng đặng mà cho Đức Thầy về đó. Cái vùng đó lãnh lụa dữ lắm, cho nên lúc mà ta dệt lụa mà ta chưa nhuộm nó lụa vàng không, cho nên làm cái đài đó bắt bông đồ đẹp dữ lắm, chờ đón Đức Thầy về. Thì bữa đó ông Sáu Phu ông lên đúng không? Ông Sáu Phu nói sao cậu Năm, trời ơi mấy đài hắn đuối quá anh ơi, muốn chết hụt hoài, mệt đuối đuối hoài, nghe nói Thầy về gần tới ráng đợi cậu. Nói thì tôi nguyện vọng nó đã dị rồi mà sao mấy đài nó đuối quá. Thì vì lẽ đó cho nên trong nhà mới thấy ổng mệt chết hụt hoài, mới bàn với nhau nói cái đám của ổng chắc đông lắm, vì anh em cũng thương mến ổng, mà ổng ăn chay lại ăn chứ đừng người ta lợi tới ổng có lo qua đời thì phải thù gạt cho người ta, chứ không lẽ là bắt người ta ăn muối. Mà giờ gà vịt có sẵn đây thì thôi, bây giờ tính ông ấy tối nó ngủ đó bắt hết đem dồn vô trong cái bồ rồi đậy đăng lại cho ăn nặng, mà khi ổng có mất thì nặng mà lo đám cho nó đầy đủ chứ. Chẳng may ổng mất ban ngày làm sao mà gượt ban gà ban vịt được, thôi giờ ban đêm nhốt để sẵn đi. Thì mấy ổng mới bàn bạc với nhau, thấy ổng đuối quá bàn bạc bắt gà bông mê bồ lại lấy đăng đậy ở trên rồi đổ lúa đổ gạo chẳng cho nó ăn, chờ khi ổng có qua đời nặng mà có thù tạc người ta. Để đó ông Sáu Phu ông hỏi chứ sao mấy con tôi mấy đài ăn đuối quá mấy ráng nghe không? Nói thì cái nguyện vọng nó phải vậy đó, mà không biết sao mà mấy đài nó chết hụt hoài. Thì nói chuyện chút cái ông nói thôi thôi để tôi nằm xuống mệt rồi. Cái ông kia ông đỡ cho nằm xuống cái thấy sao ông mệt quá. Mà nghe ở ngoài đường văng vẳng nghe nói Thầy về mấy ông ơi Thầy về. Thì vì lẽ đó ông nghe văng vẳng cái ông nói bây ơi bây ra bây quạt, ông coi tao ra đường tao nghe nói chuyện Thầy về coi làm sao. Thì ông Sáu Phu nó đỡ ông nằm xuống rồi cái sao ông mệt. Ông mệt thì ông dòm lên, con mắt dòm lên làm như không có dòm xuống mà nó thở mệt quá. Ở trong nhà chạy ra quạt ổng thì ông Sáu Phu ông chạy ra ngoài đường ông dòm dòm sao không thấy, mà người ta nói Thầy gì đó không thấy. Cái ông chạy xuống mấy sông nhóng nhóng cho ông dòm thấy chiếc ghe người ta rất đông.
Hình như là mấy đứa tôm nó chạy mà người ta đông lắm. Ông nói chắc không chừng ra thầy quá. Thì thầy từ ở Tân Châu thầy về tới Chợ Dàm, anh em hai xã khăn áo đến để mà chầu chúc chờ đức thầy. Đến Chợ Dàm đang mà lên phía nông thì ghe thầy vừa tới rần rộ là đứng lên để tiếp đón thầy. Thầy bước ra chỗ mui ghe trước đó, thầy giơ tay lên thầy nói: "Phan, để về đưa ông Năm Hiệu cái mới trở lên." Cái đức thầy nói vậy mấy ông không mừng được, quỷ gì thầy chạy tuốt. Chạy tuốt xuống tới nệm cho hôn bước xuống bến thì ông dòm thấy chiếc ghe thầy tới, ông mừng. Thấy thầy lúc đó thầy ra ngồi ăn trước rồi không còn ngồi mui nữa. Vừa tới bến Năm Hiệu cái thầy chỉ cái ông lái trước mấy đùi tôm đó, cái ông bắt đầu túp lại ông quẹo vô. Ông quẹo vô là ông Sáu Con Thu, là ông đoàn trưởng thu á. Ông này hồi đó làm đoàn trưởng quận. Thì ông này ông đứng đó phanh tay, đức thầy ghé chiếc ghe vô, người ta cột ghe, còn thầy bước lên điền. Thầy bước lên ông xá đức thầy vừa qua mặt ổng thì ổng đi sau lưng thầy, mà ổng nói thầy đi gai gai vậy mà ổng chạy theo có bằng sải sải, thầy đi lẹ lắm. Thì chạy lên vừa tới đó, đức thầy thấy ông Năm Hiệu nằm trên giường đó, con mắt thì ngó lên hai bên phía con mắt thì nước mắt chảy rưng rưng, mà cái mệt thì nó cũng dịu rồi, nhưng còn con mắt thì dầm lên, mà hình như ổng không có là còn cử động như mỗi lần, còn thở vậy thôi. Thì đức thầy dừng lại, thầy dừng lại, đức thầy đứng ngang chỗ cái đầu ông Năm Hiệu. Đức thầy nhìn ông Năm Hiệu rồi đức thầy lấy cái tay đức thầy để ngang trên mặt ông Năm Hiệu, mà để cách ra chừng 2-3 tấc chứ không phải để sát. Đức thầy bắt trên trán thì vuốt xuống mà vuốt ở trên thôi, không cho nó vuốt sát. Cái ông Năm Hiệu mắt ông dịu dịu, cái thầy nhìn trên trán thì dòm xuống dưới ngực, cái thầy lấy cái tay ở trên thì đưa xuống mà đụng đưa trên cao thì chứ không đưa sát mặt. Cái Năm Hiệu mắt ông nhắm bớt lại không còn ngó lên nữa. Đức thầy đứng nhìn một phút, đức thầy nó lấy cái tay để trên trán vuốt xuống mà cũng để hỏng ở trên nhưng không có dấu sát mặt. Thì đức thầy vuốt xuống tới ngực cái ông Năm Hiệu bắt đầu nín thở. Đức thầy nói rồi Năm Hiệu ra đi, thôi bây giờ chuẩn bị đặng lo cầu nguyện cho Năm Hiệu. Thì bắt đầu ông Hương Hầu Phỉ ông nghe đức thầy nói vậy, ông ra trình thầy bây giờ đặt hoàng cầu nguyện phải không thầy? Nói ừ. Thì đặt ông Năm, ông Hầu Phỉ ông sửa soạn đặt bàn hương bông hoa này kia kia nọ đầy đủ xong. Thì đức thầy nói ông Hầu Phỉ vô phanh tay nói: "Dạ thầy, cái bàn Phật đặt xong giữa trời." Đức thầy nói: "Thôi để cho thầy ra cầu nguyện cho Năm Hiệu trước." Thì theo lời ông Sáu Phu và lời ông Hầu Phỉ nói, đức thầy thắp 3 cây hương ra quỳ xuống cầu nguyện lâu. Mấy ông nói mình cái bài mà dạy cầu nguyện cho người chết thì mình thấy mình đọc nó có lâu không, mà đức thầy quỳ xuống đưa hương lên trán là cây nhang nó cháy xuống mấy phần. Đức thầy đứng dị xá xong rồi cắm hương, nhưng mà tôi quên hỏi coi có lại không, rồi thành ra không biết có lại không. Nói đức thầy cắm hương rồi xong rồi cái bắt đầu đức thầy nói: "Thầy đã cầu nguyện cho Năm Hiệu xong, vị trong tăng gia ra cầu nguyện đi, đặng anh em trong đồng đạo cầu nguyện." Thì ở trong nhà tăng gia ra cầu nguyện vừa xong thì đức thầy bước trảo lại tại cái chỗ cái bồ đó, đức thầy dòm vô, đức thầy nói: "Ủa làm cái gì gì nè?" Cái mấy ổng đu theo thầy nói: "Dạ bạch thầy, vì gì ổng thì ăn chay, nhưng mà có cái điều là biết cái đám của ổng là người đã người ta mến, thì xóm làng phải tới giúp cho ổng đông, cho nên không lẽ đãi chay, cho nên trong gia đình bàn thôi nhốt để chẳng chứ để lỡ chết gần này gót bắt nó được, đây là để thù tạc cho anh em đi đám." Đức thầy nói: "Không được, nhiều linh hồn lắm, cái nào một cái thôi." Nói bạch thầy: "Cái là sao?" Thầy nói: "Coi muôn con heo thật bự, một con một thôi, không có là thả đi, dở ra." Cái bắt đầu mấy ông nghe lời dở bồ ra, gà vịt nó chạy ào 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 ra hết mấy lợi bàn với nhau. Nói bây giờ thầy biểu mua một con heo thật lớn mà thiệt mình thấy đông lắm. Thì cái tớp mà chầu chực ở trên đài Chợ Dàm đó, đức thầy chạy mấy ngang, đức thầy báo hiệu rồi,
thì thầy chạy xuống này mới trả lỗi bộ xuống sạch trơn. Phú An, Phú Lâm hai làng hợp lại mà chờ thầy đó lên đài Đăng Khuyến Nông, mà thầy đi ngang thầy nói thầy mắc đi xuống lo cho đám mong năm hiệu bây giờ để đình lại, thì thành ra cái tớp đó lội xuống hết trơn, một hơi lội xuống nó đặt hết trơn, thì thành ra cái đám của ông năm hiệu là đông nhất. Thì lội xuống rồi thì rớt mấy ông nói chỉ là quá đông rồi, bây giờ thầy biểu mua heo lớn, mình mới mua heo lớn mới được. Tổ chức một cái xuồng chèo một dầm bơi, tóc đi bơi đi mua heo, tóc bơi đi mua heo thì chỉ kiếm heo lớn không có, heo 60-70 kg không, heo lớn không có thì nó bỏ không mua, đi chạy đi kiếm hoài, kiếm mua heo thật bự. Thì ở nhà lúc anh em lại bu lại đông quá, thấy anh em cúng từng tự đó, thì trong lúc đó có ông Phán Thuận đồ anh Vũ Năm Hiệu bà con nó cũng có xuống đó. Thì bắt đầu Đức Thầy nói quá đông, mà cái quyết định thì 12 giờ hạ nguyệt, như gì là không thể kịp, thôi bây giờ phải phát hương, đứng xếp hàng, cầu nguyện thống nhất ra đi. Thì Đức Thầy ra lệnh rồi thì đốt hương một cái khói mịt trời ở trên trời, phát hương cây cây là đứng ra để cầu nguyện thống nhất. Cầu nguyện thống nhất xong rồi Đức Thầy 11 giờ mấy Đức Thầy nói thôi bây giờ ra đi. Thì bắt đầu cái quan tài di quan ra đi, thì ông Sáu Phu là ông làm nhân quan, ông sắp xếp rồi ban trong cái hội ban ấy, mấy người đi khiêng đó cũng như là ban đầu tì gì đó, nói vậy chứ là tạm không à, chứ không có lại vô khiêng cái quan tài. Đức Thầy nói bàn Phật khiêng đi trước, bây giờ là chặt cho thầy hai khúc cây chừng một sải, gót cho sạch. Ông Hào Phỉ ông chạy đi gót hai khúc cây vô, nó dạ xong, thầy nói kiền vô bàn Phật, hai bên ló đầu ra. Khi khiêng bàn Phật ra đi thì bốn người khiêng bàn Phật khăn áo chỉnh tề, thì chọn bốn người có khăn áo lại chuẩn bị kiền hai cái cây ló ra rồi đàng hoàng hết trơn. Bắt đầu di quan thầy nói bàn Phật đi trước, bàn vong đi kế, quan tài đi kế, còn những anh em trong phần là gia tộc tan gia đi sát quan tài, còn phần hộ niệm đi sau tan gia, tùy mình sắp xếp, nam nữ già trẻ tùy mình sắp xếp. Thì Đức Thầy ra lệnh gì thì bắt đầu mấy ông sắp xếp, thì bàn Phật tiến hành đi. Bàn vong là con của ông Năm Hiệu đó, là bưng cái bàn vong bà Năm Hiệu đi kế đó, thì bắt đầu tiến hành ra đi. Quan tài đi kế bàn vong, còn những người con cháu rồi đó thì đi sát quan tài. Vì lẽ đó Đức Thầy sắp xếp xong rồi, Đức Thầy bước xuống, Đức Thầy đi kế bàn Phật, và bàn vong đi kế sau lưng Thầy. Ông rớt cổng thấy Đức Thầy bước ra đi như vậy mà nắng quá, lúc đó gần 12 giờ. Ông hỏi có dù không, có dù không? Trong nhà nói có đưa cho tôi cái dù. Trọng đưa cái dù đen ra, có con méo, ông dương cái dù chạy theo. Ông mới che bóng nắng cho Thầy, thì trong cái lúc đi đó được Đức Thầy đi, bốn người khiêng bàn Phật đi chứa đi. Đức Thầy đi sát bàn Phật, ông rớt thì ông cầm cái dù, ông dương lên, ông đi, không dám đi ngang Thầy mà cũng đi hơi lui lui sao một chút, mà gió gió đưa cái bóng, đưa cái dù để che cái bóng mát cho Thầy. Hết sức đông nó đi ra tới ngoài nguyệt rồi, Đức Thầy kêu là dừng lại để bàn Phật xuống trước đầu nguyệt rồi, thì bắt đầu nó là xỏ hai cái cây ngang mới để cái quan tài xuống. Để quan tài xuống Thầy nói bây giờ sắp hàng cầu nguyện cho Năm Hiệu một lần cuối, thì bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi hết chê, Đức Thầy nói tiệt bàn Phật tại chỗ, thì rút chân nhang đồ ra cắm xuống. Khi ra đi Đức Thầy nói khi ra đi phát mỗi một người một cây hương, đọc bài tiếp dẫn, và có bông á thì cầm một cái nhành bông một cây hương, người nào không có bông á thì cầm cái hương không. Cho nên trong cái lúc ra đi đó, có người cầm cái bông thọ, có người cầm bông điệp thì kia nọ dưới cây hương, còn người nào không có bông thì cầm hương không. Cho nên cái phần cầm bông nó cũng bộn. Còn hai cái chén bông để trên, ba chén bông để trên bàn Phật đó, trong đó thì bông điệp, bông thọ đồ cũng nhiều. Khi ra cầu nguyện xong la tiệc bàn Phật thì bắt đầu rút ly hương ra,
rút chân hương ra cắm đó cái đức thầy lại, đức thầy mới hốt một nắm bên tay bên đây một nắm bông là nó bông để trên đồng Phật đó, cái tay bên kia một nắm, hai tay hai nắm bông. Thầy bước lại, thầy bước lại, thầy mới rắc với cái nguyệt một nắm. Cái đức thầy nói rồi hạ nguyệt xuống, cái bắt đầu từ từ các ổng mới hạ xuống, hạ xuống để cho yên cái quan tài, rồi cái đức thầy mới rắc ở trên cái quan tài một nắm. Thì mấy ông mà giao hương hết rồi đó thì còn cầm bông trong tay, mới lại đó mới thảy 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 xuống. Khi thảy xuống cái vừa dứt rồi, đức thầy mới nói: ông Sáu Phu, đức thầy nói tôi nói cho bổn đạo biết, ngày nay năm hiệu chết, tôi về tôi đưa năm hiệu đi an nghỉ cuối cùng, tôi rải qua cho năm hiệu. Thì bây giờ bổn đạo rải theo, sau này thầy xa vắng rồi, người khác không được quyền rải qua xuống nguyệt, nghe chưa? Mấy ông kia cúi đầu nói dạ thưa thầy nghe. Rồi lắp đất, bắt đầu đứng lắp đất, đứng coi lắp đất xuống vừa xong hoàng thổ rồi thì ông Sở ông bưng cái bàn vong về. Anh em cũng còn, đức thầy còn đứng dòm dòm đó, thì anh em còn đứng không có người nào đi về hết. Thì đó chừng ông Sở ông bưng cái bàn vong về và năm hiệu đi về, đức thầy đứng dòm dòm chút, cái đức thầy bước ra về. Đức thầy bước ra về thì anh em chung quanh cũng đi theo sau lưng thầy về. Thầy về tới nhà thì thấy bà Năm Hiệu để cái bàn, để cái liên hương lên bàn thờ, ngồi khóc. Đức thầy bước vô, ủa sao bà Năm khóc? Bà Năm Hiệu mới trả lời nói dạ bạch thầy, vì cảnh chia ly của gia đình về vắng ổng tuổi. Thầy nói bà Năm à, ngày nay Năm Hiệu đã chết, tôi về đưa Năm Hiệu đi an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà ngày nay Năm Hiệu chết chứ sau này tôi về là Năm Hiệu về với tôi, không mất. Bà đừng có khóc, bà ráng tu hành lo niệm Phật đi, ngày sau tôi cho gặp. Ngày sau thầy về là thầy, Năm Hiệu về với thầy. Thì mấy cái ông đứng chung quanh với ông giáo kinh, mấy ông này kia là lớn lớn tuổi đứng chung quanh, nói trời ơi ông Năm Hiệu chết mà ngày sau được về với thầy, phải mình chết được gì, mình chết luôn. Thì cũng ước ao vậy. Vì lẽ đó bà Năm mới lấy cái khăn ba lao nước mắt. Đức thầy quả quyết rằng thầy đưa ông Năm Hiệu đi an nghỉ, chứ ngày sau thầy về Năm Hiệu về với đức thầy. Rồi đức thầy bước ra thì cái tớp mua heo nó chèo chiếc ghe về tới, con heo lượng heo thật bự cũng cả 100 kg gì đó, về khiêng lên sân nói rồi heo về là chuẩn bị coi nước nôi đặng mần. Đức thầy bước ra, đức thầy nói mần chi, đã công chuyện đã rồi hết rồi, ai ở đây đợi ăn thịt heo mà mần, thôi mở dây, nếu bán thì bán, không bán để nuôi, chứ ai ở đây ăn thịt heo mà ai ở đây mà đợi mần, bảo mần heo mau lắm sao. Cái mấy ổng nghe thầy nói vậy, cái mở trói heo ra, heo đứng lơ sơ, đứng dơ sơ dơ dưỡng đó. Thì đức thầy bước ra đi về thì tất cả mọi người đều về hết. Thành ra trong cái cuộc đó không có mần gà mần vịt, mà con heo cũng không mần luôn. Rồi bây giờ một tốt đi theo thầy về hết rồi, nó tản về hết rồi thì ở lại đó thì có chi dùng nấy, chứ đâu có làm ra nữa. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, đức thầy rất khéo léo dụng ý. Bây giờ nếu không cho mần gà vịt thì thấy sợ người ta buồn. Đức thầy nói thôi không có được, nhiều linh hồn lắm, phải thả hết cái nào cái thôi, mua heo thật bự. Nhưng mà khi đi mua heo thì đức thầy đã uyển chuyển ở nhà đưa đám ông Năm Hiệu xong, khi heo về tới thì đã trễ, thì khỏi mần heo luôn. Quý vị thấy rằng đức Phật rất làm cho anh em được hòa ái và vui lòng. Chứ nếu không cho hết thì sợ nhiều người người ta còn hay đức đức đức. Chứ đức Phật có bao giờ, vì đức thầy còn nói nếu cúng ít thì tội ít, cúng nhiều thì tội nhiều, mà không cúng xa địa ngục, mà không lẽ nào mà đức thầy biểu nghe là không bằng gà vịt mà còn bằng heo. Nhưng mà thầy dùng cái ý khéo léo để làm cho quyển chuyển cái chuyện nó được
ôn hòa với nhau và được vui vẻ với nhau vậy thôi. Vì lẽ đó cái đám con Nam Hiệu cũng không có mần con gà, con vịt, con heo nào hết. Kính thưa toàn thể chư vị kính mến, còn có phần mà nghĩa là đưa cho ông Nam Hiệu đi ăn nghỉ cuối cùng đó, thì Đức Thầy sắp xếp theo lời của ông Sáu Phu đó, ông Đàn Trưởng Phu kể lại với Hầu Hỷ kể lại là hai ông này kể năng gặp với nhau. Còn mấy ông kia tôi hỏi thì ông này cũng không nhớ, ông kia không nhớ ngày tháng gì, không nhớ trăng đi đó. Trong lúc đó đi thì đông như ông Giáo Kinh, ông Quán Diệp này kia, mấy ông này ông nào cũng có đi rất đông, nhưng mà tôi hỏi lại thì các ông không có nhớ. Con Sáu Phu nhớ rành với ông Đàn, ông Hầu Hỷ và Quỳnh Hữu Hỷ đó, ông kể rành hai người kể ăn gặp với nhau. Cho nên lấy cái yếu điểm là nó đúng như lời của ông Hầu Hỷ và ông Sáu Phu. Ông Sáu Phu này ông dốt không biết một chữ nào hết trơn, trời ông nghèo dữ lắm, ông đi ở đỡ cho ông trưởng Phinh, tức là ông Lê Pháp Phinh đó. Thì ông đi chèo ghe cho ông này, rồi khi nào ghe rồi có gông có đồ thì chùi rửa. Ông trưởng Phinh đi đâu thì ông chèo ghe. Hồi đó nhà giàu có đi một chiếc ghe hầu với diễu đó. Lúc đó ông lên quy với Đức Thầy, rồi ông trưởng Phinh cũng quy với Đức Thầy. Rồi ông trưởng Phinh thường thường chèo ghe thì lại đậu chỗ bến đức của đức ông đó, lên nhà giếng thầy rồi quẩn quẩn thì xuống ghe nằm đọc giảng. Ông Sáu Phu ấy, ông lên nhà đức ông đứng ngay cửa ngõ nó, ông dòm xuống. Rồi Đức Thầy ở trong nhà, Đức Thầy đi ra, còn trưởng Phiên thì nằm ở dưới ghe qua giảng dưới. Đức Thầy đi ra, bởi vì ông lúc chèo ghe mà lúc này quẩn thì đậu ghe thì lên nhà đức ông mà chơi, đi tới lui rồi buồn buồn đó, đứng ngay trước cửa dòm ra. Đức Thầy trong thầy ra, thầy lấy cái tay thầy nhịp trên vai ông đó. Ông dòm lại, ông thấy thầy, ông quay lại, ông xá thầy. Thầy lấy tay điểm mặt, tôi nói cho ông biết nha, sau này ông làm việc mà ông ăn hối lộ là đứt đầu à. Thầy nói vậy thì ông Đàn Trưởng Phu ông nghĩ thầm rằng, Tràn ơi, dốt biết một chữ nó ở đỡ người ta làm việc gì. Chắc thầy nói đây là nói một chuyện phim, mà nói nhắn với thầy, nhắn với mình hay sao chứ. Cái hạng mình là cái hạng này mà làm sao mà làm việc gì được mà ăn hối lộ. Cái ông thả thả xuống ghe thấy ông trưởng Phinh nằm đọc giảng. Nó nói ông trưởng ơi, hỏi gì đó, thầy mới nói với tôi đi mà chắc nói ông quá không. Hỏi tôi sao nói tôi, ông nghĩ coi tôi là cái thằng dốt, là cái thằng bằng cùng như vậy mà hỏi cho làm việc gì. Mà thầy lấy cái tay điểm trên vai tôi đó, tôi dòm lại cái đi xá thầy. Thầy điểm mặt thầy nói ngày sau là làm việc hối lộ đứt đầu. Chắc nói ông quá không, chứ tôi thì làm gì không biết một chữ mà làm gì ông Tám. Cái ông Tám Phiền ông nói tôi làm gì mà làm việc đứt đầu. Không, thầy nói nếu làm việc hối lộ đứt đầu, không ăn hối lộ đâu có đứt, mà chắc nói ông quá à, chứ không phải nói tôi đâu. Hai ông cãi cãi nhau rồi thôi. Cho nên cái chuyện Đức Thầy đã biết tất cả hết, người nào sao sao thầy biết hết. Ông Đàn Trưởng Phu sao đức ông thương quá, mà thấy ông có tánh dốt nát mà khí khái, cái tánh cũng chính là quân tử lắm. Vì lẽ đó cho nên đức ông thương. Đức ông nói bây giờ đàn trưởng xã, đàn trưởng ấp có hết trơn hết trọi rồi, mà đàn trưởng quận thì chưa có chọn được. Bây giờ mày phải làm đàn trưởng quận. Tràng ơi, tôi không biết chữ ông ơi, làm gì được. Không, mày làm thì có cái bộ tài chánh theo mày, còn mày chỉ có cái chữ tên thôi, còn cái chuyện sắp xếp này cái kia nọ giấy tờ có người làm hết. Nó không được ông ơi, Tràng ơi, dốt không biết chữ làm. Mà không, mày nếu làm tao thấy cái tánh mày mặc dầu dốt mà tánh khí khái, có cái tánh anh hùng, cái tánh có thể là làm giúp cho đồng bào đồng đạo được. Vì lẽ đó cho nên ông Đàn Trưởng Phu từ chối không được. Ông Đàn Trưởng Phu phải bắt buộc lãnh cái chức là Đàn Trưởng Quận. Toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, ông này dốt mà làm đàn trưởng quận, thì trong lúc đó có bộ tài chánh để giúp cho ông. Đức ông lo bộ tài chánh, thư ký, thủ bổn, tất cả đều có mặt hết. Khi làm xong tờ giấy rồi thì chỉ ông có chữ ký tên thôi. Đức ông nói thôi mày tập chữ ký tên đi, để người ta làm giấy tờ xong là ký tên là được. Thì ông mới bữa đó phong chức xong rồi đàng hoàng hết trơn hết trọi, ngồi tập ký tên. Tập ký tên thì ở đẳng bên cái tài chánh của ông, anh em ở trong cái bộ phận đó làm giấy tờ chuyện này kia đó, ông biểu làm rồi đem lại cho đàn trưởng ký tên cái đặng đem nạp.
Ông ngồi, ông đương tập chữ cái tên, ông nói với tôi, cái mấy ông cầm một nắm tờ giấy lại, đứng đó, sắp tờ giấy lại, đứng đó. Thấy ông cà vẽ rồi vậy, ông đương tập cái tên, nói rồi chưa, ông Sáu đặng ký coi. Buông viết là tràn ơi, tao ngồi tập, mày nói, tao quên mẹ rồi, làm sao mà dạ tập được. Nhưng vậy mà lần mò tập được chữ ký tên, rồi từ đó sao làm đàn trưởng quận. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo kính mến, cho nên cái người tín đồ Phật giáo hoàn hảo là không lận sang hèn, dốt nát gì hết. Nếu người nào có một cái tâm hồn đạo lý bác ái thì sau này đó Đức Thầy về cũng đều được có trách nhiệm hết. Lúc đó Đức Thầy với ông Năm Lửa đi từ ngoài Sài Gòn về, thì đi ngang cái xóm mà họ ngoại người ta làm ruộng cấy, nhà nông người ta đang làm đồng lung phung đó. Cái Đức Thầy hỏi, ông biết người ta làm gì không? Ông Năm nói cái đó người ta làm ruộng rẫy. Đức Thầy nói, người sau này Thầy thâu phục những kẻ nông phu ruộng rẫy dốt nát như vậy mà biết trở về đường tu hành giữ giới, rồi ngày sau Thầy trở về, Thầy điểm một chút được thông minh, trí huệ và làm việc được sáng suốt. Vì lẽ đó cho nên anh em chúng ta ráng cố gắng tu hành, giữ giới trang nghiêm, làm điều lành điều tốt, thì ngày sau này dầu mình có dốt nát đi nữa thì Đức Thầy xài rồi, thì Đức Thầy chỉ một chút điều thông minh sáng suốt hết. Bữa nọ Đức Thầy hỏi ông chủ cư là gánh họ Lâm đó, cái gánh đó giàu sang phú quý dữ lắm, ăn học kêu bằng văn hóa giỏi không? Đức Thầy hỏi ông chủ vậy chứ sau này tôi tha vắng thời gian tôi về, ông thấy như kẻ nào làm việc với tôi xứng đáng? Ông chủ ông suy nghĩ trong một phút, ông trả lời nó bạch thầy, những cái người mà làm việc với thầy đó thì phải người ăn học thông minh và người văn hóa giỏi mới làm việc thầy với thầy được. Thầy nếu nói như ông thì chắc gánh họ Lâm làm việc với tôi hết, vì gánh họ Lâm là gánh văn hóa giỏi, văn hóa rất giỏi. Kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo, mẫu chuyện của ông Năm Hiệu, một người tín đồ trung kiên của Đức Thầy, vì cái lời phát nguyện là giữ y chứ không có nghe là thấu chuyện tới Đức Thầy, biểu mà ổng cũng vẫn cương quyết không trở lại trên cái đường mà trái với cái lời nguyện của mình. Theo tôi nghĩ thì Đức Thầy biết ông này có cái tâm niệm như vậy để mà thử ổng thôi. Cho nên sau này Đức Thầy được về đưa cho ổng cái giờ phút mà ổng ăn nghỉ cuối cùng, đưa tới mộ và việc tổ chức chu đáo, chứ mấy triệu tín đồ thì tới cái Đức Thầy có đưa có mình ổng mà thôi. Mẫu chuyện ông Năm Hiệu đến đây, tôi cũng xin kính thưa toàn thể chư quý vị đã hết. Thì sau khi dứt lời kể mẫu chuyện con Năm Hiệu, tôi cũng thành tâm để đốt nén hương lòng, để cầu chúc toàn thể chư quý vị tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Tiếp tục kể thêm một mẫu chuyện mà Đức Thầy đã dắt năm người tín đồ đi viếng ở vùng Sách Sơn. Bữa đó năm Canh Thìn, Đức Thầy kêu ông Năm Chơn, ông Hai Báo, ông Biện Hùng đi viếng Sách Sơn. Đức Thầy nói thầy có hỏi ông Bộ Dùng đi chở cát ở trên nhà bàn, vì sẵn cơ hội tôi có gian lên nhà bàn đang đi viếng Sách Sơn. Mấy ông kia nghe nói Đức Thầy dắt đi viếng Sách Sơn, mấy ông kia rất mừng rỡ. Bữa nọ ông Ba Gia ông đi lên, ông nghe mấy ông Năm Chân rồi thỏ thẻ nói Đức Thầy sắp dắt anh em tôi đi dùng Sách Sơn để viếng cảnh nghe là Sách Sơn. Cái ông Sáu Bàn ông mới lại, ông nói dạ bạch thầy, nghe nói thầy tính dắt các ông này đi giếng núi, cho con đi với thầy. Ông Sáu Bàn nói vậy, Đức Thầy nói đi là có gian ghe ông Bộ Dùng, hỏi ông nếu mà cái ghe ông rộng thì đi. Thì ông Sáu Bàn ông qua ông nói với ông Bộ Dùng, ông nói nghe nói Đức Thầy đi có gian ghe ông đi lên núi
Vậy tôi có văn được không? Ông Bộ Dùng nói với ghe tôi thì mà chở lên thì ghe không à, nó rộng lắm, ai muốn đi đi, thầy cho đi thì cứ đi. Bạn về chở cát thì nói chứ bạn đi là không, ghe không rộng lắm. Vì lẽ đó cho nên hai anh em ông Sáu Văn với ông Ba Gia rất mừng. Nó là bạch với thầy vậy, tôi hỏi Bộ Dùng rồi, thầy nó hỏi Bộ Dùng rồi thì cứ đi. Thì về sửa sang tiến hành ra đi. Lên tới cầu Nhà Bàn, cầu sát đó thì ghe đậu đó, mấy đức thầy mới dẫn tiến hành lên đi. Đầu tiên nó là lên núi ông Két, giếng cảnh núi ông Két giáp hết rồi, cái bắt đầu lên sân tiên này, đi giáp hết núi ông Két, cái bắt đầu dắt qua bên núi Cấm, dắt qua núi Cấm theo lời ông Sáu Văn kể lại với thì đi năm người với thầy. Đi lên tới trên núi, đức thầy hỏi chứ Biện Hùng có thường đi núi không? Nói dạ có. Biết đường không? Nói dạ biết. Biết thì đi trước chắc được. Các ông Biện Hùng ổng đi trước. Ổng đi trước đổi cho tới ngã ba, ổng quên sao ổng đứng nhâm nhía hoài. Thầy nói sao biết đường mà đứng hoài vậy? Bị tới ngã ba rồi con nhớ lại con. Thầy nói vậy mà la biết đường. Thôi đi sau đi. Vì thầy đó giờ nó đi mà thầy nói thôi đi sau đi, cái bắt đầu thầy bước qua thầy đi trước. Trước dáng đi và lên núi đi giếng cạnh này qua tới đường kia. Đi lên tới cái suối Tiên. Thầy nói thôi bây giờ tới đây xuống rửa mặt rửa mày đi, uống nước cho nó khỏe đi nữa. Xuống rửa mặt rửa mày rồi uống nước đồ khỏe rồi chút xíu đức thầy mới hỏi ông Sáu Văn. Hỏi ông biết người xưa không? Sáu Văn nói dạ bạch thầy, người xưa đó sao? Nói người xưa đó, tướng dậm dãy dữ lắm, cao ráo, dậm dãy bự người, bắp tay bằng bắp chân của mình vậy mà lông quấn vớn hết trơn. Cái thầy nói vậy thì thầy đi, ông Biện Hùng, ông hai báo là ông mấy ông đi theo, năm chân đi theo, ông Sáu Văn với ông Ba Gia. Nói thôi thôi mình lấy cái nón đi xuống với cái suối này, mình múc lên mình tắm khỏe ra đi. Hai ông nán ở lại lấy cái nón lá xuống với suối nó múc nó chạy lên vào đá sối. Đức thầy đi khúc ở đó rừng rậm quang du dữ lắm đi, mà cách xa xa giờ ông thấy. Cái đức thầy hỏi còn đâu hai người nữa không đi theo. Nói còn ở Hoàng Hùng, nói còn ở tắm sao kìa thầy ơi. Thầy nó kêu đi chứ, chỗ quang du rừng vắng mà đồ vắng xa không thấy rồi sao. Cái ông Biện Hùng muốn trở lại ông mắt nó chèn ơi, sao còn ở lại không ta cấm giết đi sao mà ở lại, đức thầy kêu. Cái hai ông vũ vũ cái nón nó bắt đầu chạy theo chạy không kịp, bị thầy đi tuốt rồi. Giờ thấy dạng 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 đi trước vậy chứ đi theo hoài chạy không kịp. Cũng còn thấy dạng đi theo. Đi lên một đổi sau gặp một ông già, ông ngồi ông giót nang mà cái cườm tay ông bằng cái cườm chân của mình mà lông ông quắn vấn hết trơn mà tính tướng coi dậm dãy lắm. Ông Sáu Văn ông dừng lại ông đi. Ông người ở dưới lên đây hay là ông ở trên này ông? Ông nói tôi ở dưới chứ. Sao mà chừng này ông không về rồi sao xuống kịp? Ông già ông ấy còn chờ mấy người đốn củi ra. Thì ông Sáu Văn. Rồi ông Sáu Văn ông nói ông mà ở dưới rồi chừng này ông về sao xuống kịp? Ông già ông ấy còn chờ mấy người đốn củi ra về. Mà hồi lúc hỏi không nghe vậy chứ em lu lặng trăng. Mà ông già nói chờ người đốn củi có nghe trong rừng lớp cốp thôi làm những đông lắm. Cái dòm lại thấy đức thầy đi dạng dạng nó quảng hồn, hai ông chạy theo. Chạy theo cái đi tới động Thủy Liêm, mà cái động Thủy Liêm mà trước chưa có bom đạn đó, cái giọt nước đó, nó chảy dữ lắm. Bây giờ bom đạn nó bỏ sụp đá sụp đồ xuống nó chảy nên bị cản đá này kia, hồi trước nó giọt nước nó chảy ào dòm thấy dữ lắm. Cái đức thầy nói thôi bây giờ sửa sạn tắm rửa cho mát mẻ. Ông Sáu Văn bước tới đức thầy hỏi hồi nãy ông gặp ông già đó, ông hỏi ông nói với ông sao vậy? Cái ông Sáu Văn nói tôi thấy ông ngồi ông giót nang mà sao ông này tướng coi dậm dãy quá, tay chân bự kịch cộm quá thầy. Rồi tôi hỏi ông ở dưới ở này, ông nói ông ở dưới. Tôi hỏi ở dưới mà chừng này ông xuống sao xuống kịp, mà hồi tôi hỏi không nghe gì lặng chăng. Mà ông già ông nói còn chờ mấy người đốn củi ra mới về. Sao tôi nghe trong rừng lớp cốp vậy hết trơn, cổ đi đông lắm hả thầy? Cái nước thầy cười khọt cổ. Cái thầy không nói gì. Cái ông Sáu Văn cởi áo là sửa sạn tắm.
nhào vô tắm cái giọt nước chảy ngà ào 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 ra. Đức thầy nói bây giờ muốn thấy cảnh đẹp không? Nói cảnh đẹp đâu thầy, thầy nói chung ngang giọt nước qua bệnh đó cảnh rất đẹp. Chung vô coi, ông nào lại gìn gìn giọt nước không dám vô, sợ qua không khỏi ngột. Đức thầy nắm cái ông sáu ba, thầy đẩy vô chung ngang qua thấy cảnh. Ông quay trở lại, ông trở ra, đức thầy nói tràn ơi nhát quá, qua bệnh thấy cảnh mà không qua. Cái ông sáu ba nói giọt nước quá rồi qua không được ngột chết cho thầy. Thầy nói tu gì nhát quá làm sao được. Cái tấm thầy nói vậy là có đi với thầy mà thầy biểu không đi. Tỷ xô vô thì máy ra hoài, không nào dám vô hết trơn. Thôi, chừng sau gì ông sao ăn nó nghĩ tiếp. Hồi đó mình ngu quá, hỏi mình trung thí qua rồi sao. Thầy xô vô cứ máy ra hoài, sợ chết không dám vô. Cái tấm rửa xong rồi đàng hoàng hết trơn, cái ra đi, đi một hơi, cái nhớ tới có cái chùa. Mà theo lời ông sao ăn kể lại, hồi đó hình như gần chỗ cái điện đâu tầng nó có cái chùa. Thầy nói hơi tối rồi vô chùa nghỉ đêm. Thì vô chùa giờ mình thấy sao không? Cái chùa này thờ lại là thờ Trần Đỏ, Trần Điều. Mà ông sư ở trong chùa thì ông ăn mặc cũng đạo mạo, coi phải người tu là theo là tu trì đó. Bước vô đó thì gặp ba người nữ cỡ chừng 30 ngoài tuổi mà ăn mặc áo dài đen rồi coi cũng nghiêm chỉnh lắm. Vô rồi đức thầy nói ông sư trong chùa, mấy thầy trò tôi đi giếng núi đến đây tối, ông cho nghỉ tạm đêm. Ông sư nói dạ được, thì ông cứ vô nghỉ. Thì vô cái bắt đầu đồ đạc này kia nọ để xuống đàng hoàng hết mấy món đồ mình quẩy theo quần áo rồi đó. Cái bắt đầu để dạp qua bên, vô đi đảo đảo này kia nọ xem ở trong cảnh chùa rồi ông hơi cái. Ông người hùng vô trong bếp cũng thấy có nồi chách này kia nọ, cái ông bước lên nó bạch thầy. Thôi để tôi mượn nồi nấu cơm hả thầy? Cái thầy nói thì muốn nấu cơm thì vô chổng mượn nồi ta nấu. Cái vô chổng gặp mấy bà đó, mấy hỏi bà nói thôi mấy cậu cứ việc tự do đi nấu đi không có sao. Nước nồi đều có sẵn đó. Cái vô mới do gạo nấu cơm nấu rồi, cái sẵn cơm thắt đồ kế bên nó hái vô luộc chấm nước tương. Ăn một bữa ăn chiều cũng rất ngon lành. Ăn rồi chừng cỡ gần 5 giờ. Ông trụ trì đó, ông sửa soạn đi công phu. Mặc áo rồi vô, ông đánh chuông sửa soạn công phu. Cái ông Nguyễn Hùng thanh tay nói dạ thầy, thôi tôi cũng đi cúng nha thầy. Thầy nói thì cứ đi cúng đi. Thì ba bốn ông kia cũng chuẩn bị đi cúng. Cúng lại xong rồi đàng hoàng hết trơn. Bởi vì công phu sớm, nó cúng xong hết công phu xong rồi hết trơn sớm bẩn. Cái mấy ông lực mấy ông ra ngoài mấy ông ngồi. Đức thầy thì ngồi ở trong cái chánh điện đó, có cái ghế giữa đó thầy ngồi đó. Mấy ông ra ngoài dò đá ngồi, cái ông trụ trì ông đi ra. Hỏi các ông ở Hòa Hảo hả? Dạ ở Hòa Hảo đi núi. Như vậy là các ông đi đó là 4 người, 6 người. Nói dạ anh em tôi đi với 6 người. Cái ông Biện Hùng ông thọt thẹt, ông nói đi 6 người. Nhưng mà có người diệp phận. Lúc đó ông cũng nói thầy diệp phận, nhưng ông chưa biết là thầy là ai. Cái ông trụ trì đó ông hỏi chứ ông nào diệp phận. Đó cái ông ngồi ở trong đó, trong ghế đó. Ông Biện Hùng tánh cũng hay thẹp nói vậy. Cái ông trụ trì ông nói ông nào diệp phận đâu. Nói như ông Biện Hùng chỉ nói cái ông ngồi ở trong ghế đó. Cái ông trụ trì ông để ý. Ông để ý cái ông đi vô cái ý ông muốn cầu thầy lên ông hỏi thăm gì đó. Ông vô ông dòm thầy cái bắt đầu ông vô lấy cái khai. Ông bẻ ba cái chung bông ông để lên cái khai. Ba cái chung nước rồi hai cái đèn cài nhỏ gắn lên đó làm cái khai lễ đàng hoàng nghiêm chỉnh lắm. Cái ông từ khai lễ đông bưng ra cái ông gặp thầy ông cúi đầu cái ông để ngay thầy. Thầy hỏi ông làm cái gì vậy? Nói dạ thưa tôi nghe mấy cái người đi núi với ông đó nói ông là có người diệu phận cho nên tôi làm cái khai lễ để cầu xin ông về nào về phần đó là về phần để cho tôi hỏi thăm một chuyện. Đức thầy nói thì ông cầu thì cầu mà nếu có gì thì ông hỏi không gì thôi à. Cái ông kia ông nghe nói vậy ông để khai lễ trong đó bắt đầu thắp hương lên mấy cái bàn chánh qua đó.
Ông ấy lại ông cầu gian giới, không biết ông gian giới sao. Mấy ông này ngồi ở ngoài hơi cái thấy sẫm sẫm trời tối rồi cái đi vô. Vô ở trong đó thì bên bàn giữa có cái ghế bàn có ghế, còn ở bên bìa thì có bộ ngựa. Nó chả mấy ông này nó chui lên bộ ngựa nằm. Chưa ngựa nằm chứ nó không ngồi nữa, nằm dòm còn. Ba cái cô kia thì mặc áo dài đen vô rồi đứng khoanh tay đó để nghe cái ông chủ trì ông cầu đức thầy về phần đó. Thì ông cầu ông lại ông giái xong ngồi đàng hoàng ở trên, thì ông lại ông bắt cái ghế ông ngồi ngang thầy, ông kính ông chờ thầy về phần. Thì ông ngồi ngồi cái mông này nằm hồi lấy lất bị đi mệt cho cái siêu tiểu muốn ngủ. Muốn ngủ cái nhướng mắt ra dòm cái thấy sao thầy nói chuyện mà không biết nói gì. Cái ông hòa thượng ông nghe ông chủ trì ông nghe thầy nói sao không biết làm gì, ông sợ. Ông đứng dậy cái ông đi vô cái ghế trong, ông ngồi sụp cho trong không dám ngồi ngang thầy nữa. Thì thấy vậy thì thôi ngồi vậy coi làm sao mà hồi nãy ngồi ngang thầy, bây giờ ông lui vô trong, ông ngồi vô trong thầy nói chuyện mà ông không biết nói gì. Cái thôi nằm mơ màng hồi cái nhắm mắt lại cái ngủ quên, bị đi mỏi nó mệt. Ngủ quên cái chút mở mắt ra cho thấy cái ông chủ trì đó, ông lui ra ngang thầy đó, ông đứng ông quỳ xuống lại. Còn ba cái cô kia, ba chị kia thì cũng quỳ xuống xéo góc trong lại ra. Ông chủ trì thì ông ở bên góc kia ông lại, ngay thầy ba bà kia cũng lại. Dòm thấy đức thầy nói chuyện lai rai mà mấy người mạnh ai nấy lại. Thì thôi vậy ngồi vậy để mà coi gì sao mà thầy nói chuyện mà người ta lại lục, thầy nói cái gì. Nằm dòm dòm hơi ngủ quên. Ngủ quên cho tới ông Sáu Ba nó nói tôi thấy vậy rồi sao mà làm như nó mệt cho mình cái làm biến cái đồ nằm hồi ngủ quên. Ngủ giấc đó ngon quá, ngủ cho tới khuya. Mở mắt ra nghe gà che rừng nó gáy dậy hết trơn, trời anh chàng ơi gà gáy rồi sáng là thức dậy mấy ông ơi. Dòm thấy ba bà kia cũng đang quỳ lại hoài, còn ông đó ông chủ trì cũng lại đâu sáng đêm gì. Thầy nói chuyện ông nghe mấy ông phục làm sao mà nó lại sáng đêm không biết. Thì bật ngồi dị nó hòa bật ngồi dị hết thì đi ra xúc miệng viết đi vô qua nghe thầy nói gì mà đêm nay người ta thức người ta nghe pháp mà người ta lại sáng đêm mà mình không nghe được câu nào, đi ra xúc miệng rửa mặt ăn vô nghe thử coi. Thì ra xúc miệng rửa mặt xong rồi đàng hoàng chân bước vô là thầy nghĩ nói các ổng đứng dị kính lễ rồi lui ra. Thì ông Sáu Ba nói thiệt đi theo thầy mà trong lúc đó sáng đêm thầy nói chuyện cho các ổng nghe mình không nghe được tiếng nào hết trơn. Thì bắt đầu mấy ổng mới đi vô ông hòa thượng đó, ông chủ trì đó ông bắt đầu ông đi cúng. Thầy nghĩ nói là ông kính lễ rồi ông đi thắp hương ông quánh chuông rồi lên nó cúng. Cúng xong hết rồi thì mấy ông này thấy vậy cũng vô cúng. Cúng xong rồi sáng này mấy ổng cúng mấy ông đi ra sao cái mấy cái cô đó mấy chị đó mới nói nó mấy cậu ơi mấy cậu hòa hảo theo thầy mấy cậu nói phải mấy cậu biết thầy ai không. Trả lời nói đi chứ có biết thầy ai đâu. Phật thầy trở lại rồi mấy cậu à. Hồi đêm hôm thầy ơi Phật thầy thuyết pháp nghe quá hay, bị gì anh em chị em chúng tôi ở Cà Mau lên. Mà ông bà thì có cái nguồn gốc hồi trước quy Phật thầy. Cho nên cái chùa này là chùa gốc nè, cái ông chủ trì này cũng hồi đó theo Phật thầy. Cho nên ổng nghe Phật thầy thuyết pháp hồi hôm rồi thôi ổng cũng lại sáng đêm, mà chị em tôi cũng lại sáng đêm mấy cậu ơi. Phật thầy trở lại rồi đó mấy cậu, tái sanh trở lại rồi đó mấy cậu à. Phật thầy hồi hôm thiệt là nói đã nói thuyết pháp cho tụi tôi nghe lại sáng đêm mấy cậu ơi. Tiếc gì tôi là thân nữ không trong sạch, không biết làm sao phải tôi được thân nam như mấy cậu nghe. Trong sạch như vậy đó là tôi nguyện theo thầy suốt đời không có gì xứ đó mấy cậu. Nghe người ta nói rất cảm động mà mình đi theo thầy, mấy ông nó đi theo thầy mà không biết thầy đã hết trơn, tính ông hành bà ứng gì không cho nên nói là dịp hành á. Thì vì lẽ đó trên ông Sáu Ba ông kể lại, ông nói đi theo thầy lên đó mà cái đêm thầy thuyết pháp mà mình không được nghe, lo nằm ngủ sáng đêm. Mấy người đó Cà Mau người ta lại sáng đêm, ông chủ trì cũng lại sáng đêm, nghe pháp rồi lại sáng đêm mà không nghe được tiếng nào. Ông chủ trì ông mới đem chuối đem đồ ra nước này kia nọ đặng đãi đặng mà đức thầy tiễn hành lên được. Thì đem ra hai ba dĩa chuối gì đó, cái ông này vẽ nãy
nãy này, ông kia bẻ nãy kia, thầy nói bẻ nãy nào, hết nãy nấy nghe, không có bẻ mà ăn chừa không có được. Thành ra phải ăn cái nãy nào là xúm nha, ăn một nãy, chứ không được quyền bẻ lam nham. Thì ăn chuối uống nước đồ vừa xong, Đức Thầy mới nói với ông chủ trì, thôi để Thầy ra đi. Ông chủ trì kính lễ Thầy một cách nghiêm cẩn và khâm phục Đức Thầy. Từ giả ra đi, ông này rất làm như bận biểu mến Đức Thầy vô cùng. Thì ông Sáu Ban nói ra đi, đi cho một đổi. Thì bắt đầu lên tới chiều gì đó, đi giếng đầu này đầu kia, tới chiều chiều có lên tới điện Bồ Hông. Lên tới điện Bồ Hông cái bắt đầu Đức Thầy mới hỏi, như vậy là các đệ tử theo Thầy đây không biết Thầy là ai? Ông Sáu Ban nói, dạ thưa đâu có biết. Thầy nói, Thầy là Phật, Thầy trở lại dìu dắt các đệ tử. Các đệ tử gắng cố trí tu hành, giữ giới lực trang nghiêm, ngày sau Thầy về Thầy ban thưởng cho. Thì bắt đầu tới giờ cúng, với Đức Thầy đứng trên điện Hòa Hông đó, Đức Thầy ngó về hướng Tây, Thầy cũng cúng. Thầy cúng thì anh em cũng đứng lại ngó về hướng Tây, cúng cúng xá xong rồi ngồi xuống niệm Phật. Ngồi xuống niệm Phật, Đức Thầy đi tới đi lui, Đức Thầy hình như hết sức là có băn khoăn vui vẻ. Đức Thầy thúc đẩy ông mấy anh em đi ráng thực hiện được những lời dạy bảo. Giới lực của Đức Thầy ngày sau này Đức Thầy sẽ ban thưởng cho. Ông Sáu Ban nói và bạch Thầy, anh em chúng tôi tu đây rằng ngày sau có tài phép này kia cái nọ, đến cái thời kỳ giặc giả nó đánh, anh em chúng tôi cũng ra đánh giặc hả Thầy? Thầy nói không, vì thời hạ nguyên mạt pháp căn mỏng nghiệp dày, ngày hôm nay được có nhân duyên tu hành để mà coi đời mà thôi. Còn các cái việc mà nước non việc lớn thì có người lo, các ông không có làm được các việc đó đâu. Giờ Đức Thầy nó phân trần cho tất cả anh em nó nghe rồi mới ra đi giếng các nơi khác, dắt qua tới Dồ Thiên, ở đó một đêm sáng ngày, đi tới nhiều chỗ lắm. Mấy ông hồi đó cái núi nó hoang vu rừng rậm cho nên đi rồi đi lòm 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 ở trong đường đi, mà có chỗ không có đường đi nữa mà Thầy đi lòm lòm ở trong, dắt chỗ này điện kia chót nọ, mà hồi đó hoang vu dữ lắm đâu có biết chỗ nào cho biết hết. Dắt bữa đó tới chưa chưa xế xế gì đó, qua tới cái Dồ Thiên Tế. Qua tới Dồ Thiên Tế thì Đức Thầy cho gặp được một cái vườn hoa hết sức là tốt đẹp, hoa đua nở kiểm vật, có hàng ngủ đâu đó đàng hoàng, tùng bá này kia cái nọ dòm ngay hàng ngay ngủ. Thầy dắt lại cho giếng cái ao sen, trời ơi cái ao sen này mấy ông thôi nó đẹp vô cùng, lá thì tươi xanh, bông thì nở chím là nhị vàng nó trên nó trọi, mà bông rất to, lá rất bự, gương này kia nọ có nó đẹp vô cùng. Theo các cái hồ sen khác thì trong cái đầm sen thì cũng có lá này lá rủ lá úa lá khô này kia nọ, mà sao cái chỗ cái hồ sen mà Đức Thầy dắt lại đó thì dòm thấy nó tươi xanh mướt được, bông lá xum xê gương đồ coi nó rất đẹp. Ông Sáu Ban ông mắc tiểu, ông mới vừa dạch cái quần ra, Đức Thầy nói không, chỗ này không được quyền tiểu nghe, đi khỏi chỗ này mới được quyền tiểu. Thì ông Sáu Ban ông kéo quần lại, ông không có dám tiểu. Thầy cấm cho Dồ Thiện Tế đó không cho ai được quyền tiểu hết. Coi bông hoa cảnh vật rất đẹp rồi, giáp hết cái bắt đầu đi cảnh khác. Thế thấy nhiều cái việc màu nhiễm cao siêu ở vùng Thất Sơn Bảy Núi, nhưng mà sau này ông Sáu Ban nó cớ gì thấy ham quá, mà khi biết đi Đức Thầy về trong khoảng thời gian trở lên kiếm không gặp mấy cảnh đó, gặp cái rừng bụi không, hỏi thăm người ta thì người ta nói đâu mà có, đây đâu mà có cái ao sen, đâu mà có cái vườn hoa tùng bá gì đâu, mà Đức Thầy dẫn thì mình gặp nhiều cái cảnh rất là màu nhiễm vô cùng. Vì lẽ đó cho nên đi giếng giáp hết trơn đó, Đức Thầy nói thôi bây giờ giếng giáp hết rồi đi về. Thầy dắt xuống đi về, về gần tới chân núi rồi Đức Thầy mới nói, đi coi cô Ba Thai không? Thầy dắt cho đi. Ông Biện Hùng nói cô Ba Thai là sao Thầy? Thầy nói một người có ba cái thai,
mà có chuyện lạ. Thí dụ như cái người mà hiền lành lợi coi để cho biết rằng mà tinh tấn tu hành ấy, thì cái bụng bà rất lớn, cái bụng cô ba rất lớn, rồi lợi gờ trong bụng thì mấy cái thai nó xói xói này kia, nó mấy cái đụng cái tay mình. Còn những cái người gian trá như mặt thám của pháp đồ nghe đồn đó, lại muốn dọ dẫm con thì lại hỏi nghe nói bà có chữa lâu năm không sanh lại thăm. Cái bà dở cái áo đâu, nói tôi có chữa nghén gì đâu, thì cái bụng nó sập khô mà nó không có. Nhưng mà cái người thiệt tu, cái người là tin tưởng thần quyền đó, thì lại cái bụng bà Sáu rất bự. Như vậy thành ra bà Sáu nó tưởng nó có sau này có sanh ba người đó, là trong lúc đó có chữa bao nhiêu năm thì không biết. Mà đức thầy nói, thầy kêu cô ba thai ra nè, nghe nói hăng say ai cũng muốn đi coi hết. Mà ông Hai Báo cái năm mà ông đi với đức thầy Du Sơn đó, thì cái tháng đó là ông biết là vợ ông sắp sanh, cho nên đi với thầy mà trong lòng băn khoăn không biết vợ sanh chừng nào về kịp không. Cho nên ông đi mà ông mắc lo nghĩ tới cái chuyện nhà hoài. Ngày mà đức thầy ra lệnh về ông quá mừng, cho nên đức thầy biểu đi qua nói tượng giếng cô ba lai cho biết đó, thì ai cũng đồng ý hết. Mà ông Hai Báo ông nói không được, còn ngang ai đi là đi chứ tôi về, tôi có chuyện nhà tôi về. Thì ông mắc nhớ lại cái chuyện bà Hai mà là trong tháng đó là tới kỳ sanh, cho nên ông lo quá. Cái mấy ông kia nói đắp không, ông Hai ông về đi, thầy dắt anh em chúng tôi đi qua coi cô ba thai cho biết. Thầy nói thôi, nếu đi đây là thầy năm người, mà không lẽ trong sáu người đi mà để ông Hai về mình sao? Thôi ông Hai về thì mình về luôn. Vì lẽ đó cho nên mấy ông này tức con cái là ông Hai báo ông đòi về hoài, cho nên không có đi giếng cô ba thai được. Thì sau này đức thầy kêu cô ba thai, nhưng mà sau này nghe lại là cái bà Sáu đối tượng đó có chữa lâu năm, đức thầy không dắt đi được. Đức thầy mới nói, đức thầy nói thôi ông Hai về, đi về với ông Hai chứ không lẽ để ông Hai về mình. Thầy báo kinh cho biết cô ba thai này đến cái kỳ mà khai qua nở nhĩ nghe, là có một tiếng chương sinh không nổ, một tiếng rất lớn, thì mấy ông đó mới ra đời. Thì thầy kể vậy thì thôi đi về. Đi về tới nhà rồi trong khoảng thời gian không bao lâu, thì trời đang trưa nắng vậy, cỡ 12 giờ trưa, mây trong trẻo không có chuyển gì hết mà nghe nổ một cái hì, cũng như là trời sét vậy đó, sấm sét mà trong đó chuyển mưa vậy đó. Đức thầy ở trong nhà thì bước ra thì nói rồi, bữa nay cô ba thai khai qua ở nhị ở trên rồi. Thầy nói vậy thì nghe vậy chứ không biết. Cái bắt đầu vài bữa sau có người xuống báo tin cho đức thầy, nói dạ thầy ơi, bà Sáu đã sanh rồi, có nổ một tiếng cái dưới này nứt không ra ba người, người mặt xanh, người mặt đỏ, người mặt trắng. Đức thầy nói thôi để cho tôi viết một cái thơ gửi thăm bà Sáu. Thì đức thầy mới viết cái thơ thì gửi đi thăm. Thầy nói tam hùng chỗ mạch ngõ chào đời, từ mẫu bé nhì cũng thánh thời, Nam Việt sức thần ơn trên trước, đó là việc nước với việc trời. Cái thầy gửi đi. Sau này ông Sáu Văn ông nói, ông nghe nói vậy bị gì, ông Hai đòi về quá đi không được, nó ông ấm ức gì lắm. Ông mới đi lên trển hỏi thăm. Hỏi thăm thì người ta nói sanh rồi, ba người, người mặt trắng, người mặt đỏ, mặt xanh, mà trong lúc ở trên nổ một tiếng là cái này nứt không ra. Thì ba người ra thì cái vết thương có máu. Thì ba anh em mới chạy đi lên núi, chạy lên núi kiếm cây thuốc hàng gì không biết, hái một nắm lá xuống. Một người, hai người thì dò, một người thì nắm cái như là nứt ra nhíu lại, như là sát vô một hồi là bắt đầu hàng cái vết thương lại điền luôn. Vì lẽ đó cho nên mấy ông lên chỉnh nghe kể lại thì sau này trong mặt trắng thì ông ẩn nhẫn trước, còn mặt xanh mặt đỏ ở lại tới thời gian sau này thì theo ông Tổ Mã ông nói là đức thầy viết cái thơ. Đức thầy nói bây giờ ông phải đi lên trên chỉnh có cái trách nhiệm xuống hang núi làm phận sự. Như vậy ông phải đi. Ông Tổ Mã nói dạ thưa thầy, thầy ra lệnh thì con đi.
Kỳ này ông đi xuống được với hang núi mà ông muốn ở hay muốn về. Ông Tổ Mã ông suy nghĩ nếu cái hang núi thì có gì dưới đâu, mỗi lần mình đi thạch động này kia kia nọ là mấy cái hang đá dựng rồi thì cũng có khi dĩ nước nôi tùm lum, có đâu có chỗ nào mà ở. Ông nói dạ thầy, thầy ra lệnh đi thì con đi, nhưng mà đi rồi về. Thầy nói vậy đi rồi về. Khi đó ông Tổ Mã ông dưng lệnh thầy, thầy phong trong cái thơ, thầy nói ông đi ngay lên núi Trà Sư, ông đưa cái thơ này cho cái ông Đạo Ba hướng dẫn cho ông đi. Mà ông lên ông nói thơ này là thơ của thầy Tân Châu Hoàng Hảo đưa. Ông kia ông biết. Ông Tổ Mã ông đi lên tới núi Trà Sư, ông Đạo Ba hỏi ông đi đâu, ông nói gì thầy Tân Châu Hoàng Hảo đưa cái thơ biểu tôi đi lên trao cho ông. Ông Đạo Ba ông ấy lấy cái thơ, ông lấy cái thơ mà ông để trên cái bàn chánh điện đó, ông đốt nhang lên, ông nguyện giấy rồi quánh ba hồi chuông, bắt đầu ông lại rồi ông mới khui thơ ra ông coi. Khui thơ ra coi ông biết thầy nói sao đó, ông rồi đi. Thì bắt đầu ông mới dắt con Tổ Mã đi. Đi qua tới núi Tượng ghé ngay nhà bà Sáu đó, ông Đạo Ba ông mới trình bày. Vì thầy Tân Châu Hoàng Hảo được lệnh cho anh em đến đây để đem thơ cho bà. Bà Sáu lấy cái thơ để trên cái tủ thờ, thắp hương lên nguyện giấy xong, kính lễ lại lục xong đàng hoàng hết trơn, lấy cái thơ ra coi, bà Sáu gật đầu. Vậy để tôi dắt ra cho các ông. Thì đi vô mấy ông lời ông Tổ Mã nói tôi mới dắt hai ông đó ra. Ông mặt xanh mặt đỏ, tôi mới hỏi chứ chừng ba lớn ông ba. Ông nói thì lúc đó cỡ chừng bằng nít 5-7 tuổi mình vậy đó. Mà tướng dậm dở coi lịch sự lạ thường, chứ mày dốc lịch sự thường dữ lắm không phải. Thường thường như thế nít mình vậy đâu lạ. Bà Sáu nói gì được lệnh thì hai cậu phải ra đi. Hai cậu này bước ra đi bình thường. Theo ông Tổ Mã nói nếu mà con của mình mà đưa ra người khác thì nó bận biểu dữ lắm mà. Hai ông này vẫn ra đi bình thường. Thành ra ông Đạo Ba một người, ổng người khi đi thấy ấy thì có lắm khi cổng nữa. Bởi vì thấy cái tuổi còn nhỏ cho nên đi lâu thì lúc nào cổng cổng, lúc nào đi bộ cũng đi vậy. Đi lên tới trên núi ông Cấm, đi thẳng vô lời ông Tổ Mã nói đi thẳng lên hoài, lên cũng xa chừng khoảng nửa núi. Sau gặp ông đó, ông bịt khăn đen áo dài thủ lễ coi cách rất nghiêm trang đứng đó. Thì ông Đạo Ba bước tới ông kia, ông cung tay tròn lại, ông kính cúi đầu, ông nói tôi chào quý ông. Vì tôi được lệnh chư thần mách bảo cho biết rằng, đến đây đón các ông để tiếp nghinh sớ quốc trại. Ông Tổ Mã ông đứng suy nghĩ nó, ủa sao thơ của thầy mà ông này ông nói tiếp nghinh sớ quốc trại. Thì ông Đạo Ba ông móc cái thơ ra ông đưa. Ông kia hai tay lấy cái thơ rồi thì bắt đầu dở ra coi chút xíu thì xếp lại để trong túi, bắt đầu hướng dẫn. Trong cái phần hướng dẫn đi đó, theo lời ông Tổ Mã kể lại thì đi lên tuốt ở trên điện nó chển rồi dắt vô có đường đi vô. Mà khi xuống hang đó thì nó tối hù mà không có thấy cái gì hết trơn, mà xuống qua khỏi cái mức tối đó nó mức sáng. Tới thấy cái mức sáng nó sáng lạ thường, nó sáng bao la dòm thấy cảnh rất đẹp mà cái đường đi rất tốt. Họ nói đi một hơi là xa xa vậy cái là gặp nghe cái hơi thở hì hì không biết cái gì. Tới chừng lại gần tới thì thấy có một con rắn nó nằm ở trong cái cua chỗ cái bọng núi đó, bự rất to. Mà chỉ cái ông thở một cái dội núi một cái hì, mà hồi lúc lại còn xa thì hồi cái nghe cái hì mà không biết cái gì. Chừng lại gần tới thì thấy rắn rất to nó nằm đó. Đi ngang thì cũng không nói gì, đi hoài đi tới ở trong đó dòm thấy có con sông. Con sông rất là nước trong trẻo, cũng dòm thấy hết sức là tốt đẹp, cũng như cái kinh sáng vậy. Đi một hơi nữa cái bắt đầu tới một rừng đá cả ngang cũng như tấm vách rừng. Thì các ông mới thôi ngồi đây nghỉ một chút. Ông ngồi xuống nghỉ thì
Ông dựa cái mình vô vách đá đó, ông nghe bên kia nói chuyện xào xào như nhóm chợ. Mà ông không biết trong cái đó cái vách này nó dày nó mỏng hay là sao mà nghe ở trong nói chuyện quá khứ mà không có biết chỗ nào qua chỗ đó, mà đường ngõ nào qua mà sao mà ta nói chuyện ở trong xào xào cũng như thế mà mình nghe người ta nhóm chợ chứ. Ông nghĩ lạ sao mà ở trong trong có người ta nói chuyện quá. Thì bắt đầu ổng mới dòm xuống dưới sông, ổng thấy có một con sấu nằm ở dưới mà nó không có phải là nổi lên tới mặt nước mà nó lừng chừng vậy, mà ổng nói hết sức rồi, quá bự đi. Cái ổng nói cái đầu, từ cái đầu mà lại tới cái cạnh cái mang của ổng đó, thì ổng nói, ổng chỉ ổng nói tôi, nói bằng đây lại trường học, mà từ cái nhà ổng lại trường học đó là nó cũng cả trên 10 thước ấy. Lúc ổng nói kể cái khúc đầu không à, mà cái khúc mình thì ổng thấy nó dạng dạng vậy, cái khúc đầu nó hết biết bự mà nó dài vô, mà nó dạng dạng dưới nước chứ chưa có nổi lộ lên. Rồi một chút xíu cái bắt đầu đi đi ngang tấm vách rừng, nó đi quẹo quẹo qua hơi cái nó thấy cái con chỗ bao la rộng rãi, nó đi lên hơi cái dòm thấy có những cái chuyện hoàn hết sức là phi thường. Thấy đền đài chớn chở này kia kia nọ, bắt đầu đi dốc dốc lên cỏ qua rất đẹp này cái nọ, kiển vật nguy nga dòm thấy hết sức là đẹp. Cái đi dài 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 lên, đi lên gần tới cái chỗ là đài, tới chỗ là đầu đài đó. Thì ở chưa có vô trong thì ở ngoài có một ông mặc khăn đen áo dài đi thẳng ra. Đi ra nói tôi được lệnh ra đây để tiếp rước, nghĩa là hai vị này. Thì tới đó thì mấy hai ông mới bàn giao bàn lãnh hai cậu đó cho cái ông kia dắt đi tuốt vô ở trong đền này chẳng. Thì cái ông đạo ba ông mới dắt qua bên kia một chút thì có cái chỗ rất đẹp, cũng như mình nói cũng như dinh thự vậy đi, rất đẹp. Thì có một thấy đức thầy ngồi đó, thì ông tổ mã ông nhìn hoài, ông nói tràn ơi, đức thầy sai mình đi mà không lẽ mà đức thầy xuống này trước mình. Người ta nhìn quá giống mà chưa có dám là nói lên. Cái đức thầy hỏi ông không biết tôi sao, cái ông đấy vậy ông kính lễ đức thầy. Ông nói dạ bạch thầy, vì hồi con đi thì thấy thầy còn ở nhà cho nên con còn đang suy nghĩ. Rồi đức thầy chiếm cười, như vậy ông làm rồi bổn phận. Thôi bây giờ được lệnh cho ông đi tham quan ít bữa rồi về. Cái ông này ông tổ mã ông xá thầy. Cái thầy nói thấy sao hay vậy nghe, về không có được quyền phát nói lan ra. Cái ông cúi đầu, còn từ kể ngày nay trở lại về trước á, thì các cái cảnh ông gặp đó thì về có được nói cho người ta nghe để người ta biết là người ta tu. Còn kể từ ngày này mà cho ông được đi là tham quan cho biết đó, thì trở về sau không được quyền nói nữa. Từ đây trở về trước là được nói, mà từ đây trở sau không được nói. Nếu ông chịu thì thầy cho ông ở đây để biết những cái chuyện. Ông cúi đầu nói dạ thầy, nếu cái nào mà thầy cho con nói thì con nói, mà chỗ nào không cho nói thì con không dám nói. Thầy nói hứa vậy thì thôi ở lại. Thì ông ở lại trong đó được đi coi những cảnh vật, những cái chuyện quyền di trong đó được 1-2 ngày gì đó. Cái thầy kêu về, tới đây là ông đi về, có người hướng dẫn cho ông về. Ông nói dạ thưa thầy, thôi con dưới này, con muốn ở này thì nó không được, phải về mới được. Thì thành ra ông bắt đầu không biết làm sao từ chối được, ông mới về. Ông về ông muốn thất vọng, ông nói chàng ơi, hồi đó thầy nói thì thầy sai xuống hang núi muốn ở không muốn về, rồi mình trả lời nó muốn về thì nó bây giờ không ở được, phải đó mình hứa ở không chừng ở được rồi. Ông suy nghĩ vậy, ông khi mà ông về được tới trên này rồi ông thất vọng, ông làm như muốn thất tình, nói thôi phải ở được chỗ đó nó sung sướng biết là bao nhiêu mà nói, mà ở không được thì nó nghĩ nó buồn mà không dám cãi, không dám cãi về thơ thẩn. Cái bữa đó
Nguyên Lợi phanh tay cúi đầu, thầy hỏi ông muốn nói cái gì? Nói dạ thưa thầy, thầy cũng quan hỷ cho con đi xuống cái chỗ đó để mà con ở con tu thầy. Thầy nói hồi đó tôi có nói với ông mà, tôi hỏi ông đi ông về ông ở ông hứa về, hứa về thì thôi cái gì đâu là ông còn trở xuống để làm gì? Tôi nói ông hối hận, ông nói ông hối hận quá không biết suy nghĩ làm sao. Thầy gầy vậy mà trong lòng thì mơ mộng cũng nhớ cái chỗ đó, quấy thấy cái chỗ đó nó quá sung sướng, sung ở đó là nó như cảnh tiên là nó sung sướng quá mà ở không được. Ông nói thơ thẩn như thất tình vậy. Cái bữa đó ông suy nghĩ thôi thầy không cho mà mình cũng có đi lần rồi, mình có biết rồi, lén thầy đi xuống dưới ở không được. Thế ông gói cơm khô ông đi. Ông đi lên trển, ông tìm cái chỗ xuống đó, tìm hoài là không có đường nẻo gì xuống được hết trơn, tìm viết rồi, thất vọng rồi thôi trở về. Ông mới suy nghĩ, hồi đó thầy có nói với mình mà mình không có biết, tưởng đâu hang núi bình thường vậy thôi, đâu có về cái chỗ cao siêu huyền diệu như vậy. Kính thưa đồng đạo, kính mến, những cái lời tôi diễn tả qua về phần một là mẫu chuyện của ông Năm Hiệu, hai là dắt năm người đi Thái Sơn đến đây đã thấy cái quyền diệu cao siêu vậy, đến đây đã hết trước giờ dứt lời. Tôi thành tâm đốt nén hương lòng cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật quay linh đức thầy Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chư quý vị được thân tâm thường lạc, đạo quả viên dung, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Rừng lâm cây đa